Cho đến ngày hôm nay là sau gần 2 tuần xảy ra vụ việc ô nhiễm nguồn nước sông Đà. Nhìn lại vụ việc trên thì nhiều người sẽ đặt ra những từ như là giá như hay là cần phải khi mà hàng vạn hộ dân đã phải sử dụng nước sinh hoạt mà không biết là có những độc tố quá ngưỡng cho phép. Qua sự việc này thì đã đến lúc cần phải nhìn lại vấn đề về an ninh nguồn nước để có thể cấp nước một cách an toàn. Và đây không phải là câu chuyện của riêng ai. Là một trong những người bị thiệt hại do nguồn nước sông Đà nhiễm dầu thải. Tất cả số cá trong trang trại của anh Dũng tại thôn Vật Lại, xã Phú Minh bị thiệt hại khoảng 6 tạ với số tiền khoảng 60 triệu đồng. Anh Dũng cho biết, nếu trước kia được phép nuôi cá lồng trên những dòng chảy từ sông Đà, thì đến nay tất cả các hoạt động này đều bị cấm để đảm bảo chất lượng nước khi quy tụ tại hồ Đồng Bài, nơi dẫn nước trực tiếp vào nhà máy nước sông Đà. Ở trong xóm này cũng thường xuyên đi họp rồi an ninh quốc phòng cũng được biết là cái nguồn nước này nguồn nước sinh hoạt của cả một thành phố Hà Nội. Chứ không phải ít ỏi gì, bọn em cũng ở trên này cũng giữ sạch vệ sinh, chứ không bao giờ để làm những cái gọi là những cái đổ thải xuống nguồn nước này. Còn trang trại nuôi lợn này, với quy mô khoảng 1.000 con lợn nái, chỉ nằm cách hồ Đầm Bài khoảng 1 km đường chim bay. Trao đổi với phóng viên VTC, đại diện đơn vị này cho biết, dòng nước thải của trại lợn chảy ngang qua xóm gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống. Tuy nhiên ông này khẳng định, dòng suối thải chảy xuôi theo khu dân cư rồi đổ ra sông Đà. Không có chuyện nước thải đổ vào hồ Đầm Bài. Cái điểm xả thải thì chúng tôi đã có tại căn cứ trên các cái giấy phép xả thải của nhà nước cung cấp thì chúng tôi đã tuân thủ theo cái quy định của giấy phép. Theo lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, hồ Đầm Bài có chu vi hành lang công trình khoảng 15.000 m, nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 645 ha đất sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt của các xã Phú Minh, Hợp Thành, Hợp Thịnh và sử dụng làm bể sơ lắng cho nhà máy nước sạch để cung cấp nước cho Hà Nội. Để bảo vệ nguồn nước trước quá trình đô thị hóa, chính quyền huyện đã tiến hành cắm 86 mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình và hành lang bảo vệ nguồn nước hồ Đầm Bài. Do vậy, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình khẳng định không có nguồn nước xả thải đổ vào hồ Đầm Bài. Cái việc đảm bảo an ninh nguồn nước, cái thứ nhất là khoanh vùng thì cắm mốc thế và tạo ra một cái hành lang an toàn để mà quản lý về quy hoạch. Đấy, ví dụ như là không cho xây dựng ở khu vực này, thế rồi không phát triển du lịch mà nó không đảm bảo được cái an toàn cho nguồn nước. Theo các chuyên gia, thượng nguồn sông Đà bắt nguồn từ Trung Quốc và chảy qua một vài địa phương rồi mới đến tỉnh Hòa Bình. Do vậy, an ninh nguồn nước không phải là câu chuyện của một địa phương, mà phải được đặt thành vấn đề quốc gia với sự kết hợp chặt chẽ của các địa phương mà lưu vực dòng chảy đi qua. Ở đây trong cái sự cố sông Đà thì nó có một vấn đề chúng ta phải thấy này. Trước hết là cái sự quan tâm của địa phương đến cái việc bảo vệ nguồn nước nó chưa có những biện pháp hữu hiệu. Ví dụ như là sông Đà thì lấy nước từ Hòa Bình nhưng mà lại cấp cho Hà Nội. Và nhân dân Hòa Bình có được sử dụng cái nước này đâu. Thế nhưng mà khi xảy ra sự việc thì kể cả Hòa Bình và cả Hà Nội đều phải giải quyết. Chứ không chỉ riêng Hà Nội được. Mà giải quyết là giải quyết vấn đề tại nguồn. Cũng theo chuyên gia Trình Quang Hưng, các nước rất coi trọng an ninh nhà máy nước. Ở Hà Nội, việc bảo vệ nguồn nước chưa thống nhất, khác với nhiều thành phố. Hiện nay Hà Nội quản lý cấp nước theo kiểu phân mảnh với quá nhiều công ty đảm nhiệm nên nếu sự cố xảy ra, hệ thống cấp nước của công ty này không thể cấp được sang mạng lưới của đơn vị khác. Khi tư nhân tham gia sản xuất nước, họ sẽ chạy theo lợi nhuận và không chịu đầu tư đổi mới công nghệ hay bảo vệ nguồn nước. Nước phải ở các nước phải coi là đây là dịch vụ công quan trọng và thiết yếu. Mà đã là dịch vụ công thì nhà nước phải lo. Thế còn là lo như thế nào? Thì cái này có thể là giao cho một đơn vị hoặc có thể đấu thầu để mà thực hiện cái việc này. Còn cái tài sản ấy thì nhà nước phải quản lý. Cũng theo các chuyên gia, câu chuyện an ninh nguồn nước phải được đặt song song với an toàn cấp nước qua câu chuyện ô nhiễm nguồn nước sông Đà. Nếu để tư nhân thâu tóm, thì đầu độc nguồn nước sẽ dễ như trở bàn tay. Do vậy, đã đến lúc cần phải nhìn nhận lại vai trò trụ cột của nhà nước trong việc điều tiết và quản lý nguồn nước.